nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái chậu 1m8, cũng chưa phải hạng siêu to khổng lồ nhưng cũng đủ để cho một người vật lộn với nó khoảng một ngày từ đôn đến chậu nha. Đây là cái khuôn chậu nhỏ và người ta muốn cái chậu lớn hơn xíu cho nên mình nối cái phần này. Rồi bây giờ bắt đầu mình quay nha. Làm cái nghề chậu này, cái công cụ để làm việc rất quan trọng như các bạn. Các bạn nên chế những cái vật dụng để cho chúng ta dễ làm và làm cho công việc nó nhanh và chính xác. Đó, đây là cái một cái công cụ mà mình chế ra để duỗi cái sắt này. Nó rất khỏe cho cái đôi bàn tay của chúng ta. À, hôm nay trời rất nắng, các bạn bấm cho một like nhé và đăng ký kênh để mình hướng dẫn thêm, động viên tinh thần nhé. Lớp hồ đầu tiên các bạn đi một lớp cát mịn nha. Cát mịn cho nó sau này cái miệng chậu cho nó không bị gập ghềnh. Đi lớp cát mịn mỏng thôi.
hẳn nhiên.